Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, Nốt Nhạc Vui cho Twister tài trợ. Chương trình này được phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba lúc 21 giờ. Thưa quý vị, góp phần thành công cho chương trình đó là sự góp mặt của ban nhạc 23 độ 5. Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị ngay sau đây gặp gỡ với các thành viên đã tham gia chương trình Nốt Nhạc Vui. Trong đó có một người chiến thắng bước vào vòng thi điểm khúc bạc trước đây và hôm nay cũng có mặt. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với bạn Anh Tuấn. Xin mời. Xin chào tất cả quý vị và chào anh Thanh Bạch. Tôi tên là Huỳnh Anh Tuấn, là sinh viên khoa du lịch của trường Đại học Dân lập Hồng Bàng. Hôm nay đến tham gia cuộc chơi với mang theo một niềm đam mê âm nhạc vô bờ bến, bởi vì âm nhạc là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Tuấn. Rất mong được sự cổ vũ cho của quý vị và các bạn cho Tuấn và hai người bạn cùng chơi. Tượng với bài thơ của bạn đã cảm hứng và tặng cho chương trình sự chuẩn bị rất công phu, nhưng lần này bạn cũng sẽ có một món quà, nhưng tôi nghĩ bạn không cần phải chuẩn bị. Bạn nói âm nhạc là niềm vui bất tận đối với mỗi người, thế thì bạn hát lên ba từ Nốt Nhạc Vui thành âm nhạc. Xin mời. Nốt nhạc vui, nốt nhạc vui. Xin cảm ơn bạn. Thành viên thứ hai, xin mời bạn Bích Trâm. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Trâm. Đối với tôi, âm nhạc như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Khi tôi vui hay buồn, tôi đều nghe nhạc. Và khi tôi không vui, không buồn, tôi cũng nghe nhạc. Mong được nhận được sự cổ vũ của tất cả quý vị và các bạn cho thí sinh nữ duy nhất trong cuộc thi ngày hôm nay nhiều một xíu ạ. Nhiều chút xíu để cho Bích Trâm. Bích Trâm thân mến, vui mà cũng nghe nhạc, buồn mà cũng nghe nhạc, mà không buồn, không vui cũng nghe nhạc. Thế thì có lúc nào bạn cảm thấy là âm nhạc không thể vắng bóng được, nhất là trong những ngày vui trọng đại của mình? Dạ vâng, khi mà mình vui mình nghe nhạc cảm thấy vui hơn, còn khi buồn thì nghe nhạc âm nhạc sẽ chia sẻ nỗi buồn của chúng ta, bớt buồn hơn. Dạ vâng. Chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ ba, không biết có yêu nhạc bằng hai bạn vừa rồi hay không. Xin mời Hoàng Phương. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Hoàng Phương, tôi hiện là sinh viên của trường Ngoại ngữ Tin học, khoa Công nghệ thông tin. Sở thích của tôi là âm nhạc, du lịch, thời trang, đặc biệt là tôi rất thích ca hát. Rất mong được nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các bạn dành cho tôi và hai bạn cùng chơi. Xin cảm ơn. Vâng, bạn có thể hát một câu hát để thể hiện tình cảm của mình đối với sự yêu thích âm nhạc được không, hoặc bất kỳ bài hát nào ạ? Em xin hát bài Ngày Gió và Cánh Diều của nhạc sĩ Tấn Khanh. Xin mời. Gió cứ theo đến như chiều, gió cứ hay nhắc với người, hỡi những năm tháng qua rồi cứ vang xa mãi như diều bay, bay xa xa. Nước mắt vẫn cứ tuôn trào, nuối tiếc năm tháng xanh màu, sống chơi ngày tháng bên đời, vô tư từ những cánh diều bay, bay xa xa. Diều ơi hãy cất cánh bay đến nơi xa, diều mai dừng tôi mong bay những tin xa. Diều ơi diều bay cao, diều ơi diều bay lên, diều ơi diều bay cao bay đến nơi nào. Hãy gọi dừng tôi lên giấc ngủ em thơ, còn cho thần tiên bên em như giấc mơ. Nụ hôn thật êm êm, nụ hôn thật êm êm, nụ hôn thật êm êm cho giấc mong la. Vâng, rất tuyệt vời, không khí âm nhạc đã tràn ngập trong chương trình. Thưa quý vị, và ngay sau đây ba thí sinh cùng tự tin bước vào vòng 1 của Nốt Nhạc Vui. Thưa
Thưa quý vị, trong vòng 1-3 thí sinh của chúng ta có 4 chủ đề. 4 chủ đề của chương trình Nói Nhạc Vui lần này như sau. Thứ nhất là vì, thứ hai là với, thứ ba là về, và cuối cùng chủ đề thứ tư và. Có nghĩa là tất cả bài hát nào nằm trong chủ đề của chủ đề ấy đều có chữ vì, với, về hoặc là và. Và như vậy các bạn sẽ khoanh vùng để có thể có những đáp án thật chuẩn xác. Thưa quý vị, mỗi chủ đề mang theo 4 nốt nhạc, và trong 4 nốt nhạc ấy có nốt nhạc may mắn. Hơn thế nữa, các bạn sẽ còn gặp nốt nhạc đặc biệt giúp các bạn ghi thêm số điểm bằng cách là nghe nhạc hoặc là xem một điệu múa vân vân để đoán tên đó là vũ điệu gì. Còn bây giờ thì tất cả đã được sẵn sàng. Nếu các bạn có được một ngôi sao may mắn trong vòng thi thứ nhất, cộng thêm một ngôi sao may mắn trong vòng thi thứ hai, các bạn sẽ có nốt nhạc vàng. Mà nốt nhạc vàng thì sẽ có cơ hội đổi được 2 nốt nhạc trong vòng thi thách đấu. Và chúng tôi cũng xin thông báo dành cho tất cả khán giả có mặt theo dõi chương trình Nốt Nhạc Vui. Quý vị và các bạn, chốc lát nữa đây sau vòng 2 sẽ cùng chúng tôi đến với phần thi dành cho khán giả. Các bạn sẽ nghe giai điệu và nhắn tin. Nếu các bạn đoán đúng tên bài hát và số người dự đoán, các bạn sẽ có phần thưởng trong chương trình. Giải thưởng giải nhất 1 triệu đồng, 5 giải thưởng khuyến khích, mỗi giải đó là một thùng Twister. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta bước vào vòng 1 với phần lựa chọn chủ đề của bạn Anh Tuấn, xin mời. Tôi chọn chủ đề về nốt nhạc thứ hai ạ. Chủ đề vì và nốt nhạc thứ hai bắt đầu. Xin mời bạn Anh Tuấn. Đây là bài Đi Về Nơi Xa. Chúc mừng. Mời bạn tiếp tục lựa chọn. Chọn chủ đề vì nốt nhạc thứ hai. Vì và nốt nhạc thứ hai, chúng ta cùng nghe. Xin mời bạn Bích Trâm. Vì sao thế ạ? Vì sao thế, chúc mừng. Mời bạn tiếp tục lựa chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Dạ em chọn chủ đề và nốt nhạc thứ nhất ạ. Chủ đề và nốt nhạc thứ nhất bắt đầu. Ở đây là bài Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt à. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục lựa chọn bạn Hoàng Phương, cố lên. Chủ đề về nốt nhạc thứ tư. Chủ đề về và nốt nhạc thứ tư bắt đầu. Anh Tuấn. Đây là bài Mong Anh Quay Về. Mong Anh Quay Về. Tiếp tục lựa chọn chủ đề nốt nhạc tiếp theo. Chủ đề và nốt nhạc thứ ba. Và nốt nhạc thứ ba bắt đầu. Xin mời Hoàng Phương. Và tôi cũng yêu em. Chúc mừng, chính xác. Yeah. Mời Hoàng Phương tiếp tục lựa chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Chọn chủ đề với nốt nhạc thứ tư. Lần này bạn chọn chủ đề với và nốt nhạc thứ tư, chúng ta cùng nghe nhạc. Hoàng Phương. Với anh, với em, anh vẫn là, với anh em vẫn là cô bé. Chúc mừng, chính xác. Anh tưởng đâu em nói là với em anh vẫn là cô bé. Vâng, tiếp tục lựa chọn chủ đề và chủ nốt đề nhạc tiếp theo. Với và nốt nhạc thứ hai ạ. Lần này sẽ là chủ đề với và nốt nhạc số 2, chúng ta cùng nghe. Xin mời anh Tuấn. Dạ đây là bài Đi Về Nơi Xa. Vâng, không thể nào là đi về nơi xa được với chủ đề với. Hãy đến với anh. Hãy đến với anh. Vâng, được. Bạn đã quá vội vàng khi bấm chuông và không kịp nghe nhạc. Xin mời bạn Bích Trâm và bạn Anh Tuấn sẽ mất một lượt cho đợt bấm chuông tiếp theo. Dạ em chọn chủ đề và nốt nhạc thứ tư. Chủ đề và nốt nhạc thứ tư bắt đầu. Xin mời bạn Hoàng Phương. Đây là bài Ca Dao Em Và Tôi. Chúc mừng. Bạn Hoàng Phương bấm chuông làm cho bạn Bích Trâm giật mình. Bà hai vì bạn giật mình thì bạn bấm xuống, bạn giật mình, bạn rút tay lên. Cho nên mất cơ hội. Xin mời bạn Hoàng Phương hãy nghe câu hỏi của nốt nhạc may mắn. Hát một đoạn bất kỳ của bài hát nào trong đó có từ nắng. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho buồn. Coi coi đốt lòng để ngậm ngùi, chìm nhờ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu đến gần. Vào cậu ngồi, mẹ nhô tóc sâu, hai chị em tóc bạc như em. Cơn hát là nghề của chàng. Chúc mừng bạn, hãy tiếp tục lựa chọn chủ đề và nốt nhạc tiếp theo. Thứ tư,
màu sắc. Sau mỗi chủ đề có 4 nốt nhạc, vẫn có nốt nhạc may mắn và nốt nhạc đặc biệt giúp cho thí sinh ghi điểm và có sự may mắn nhiều hơn. Thưa quý vị, và nếu giành quyền ưu tiên trong đợt này mà đáp sai vẫn mất một lượt, xin mời thí sinh có số điểm ít hơn sẽ được quyền ưu tiên chọn lựa chủ đề trước. Em xin chọn chủ đề có không. Bích Trâm và chủ đề có không. Âm nhạc bắt đầu vang lên. Hoàng Phương, nắng có còn xuân. Chúc mừng. Mời Hoàng Phương tiếp tục lựa chọn chủ đề. Em chọn chủ đề màu sắc. Chủ đề màu sắc, chúng ta cùng nghe nhạc. Anh Tuấn, đây là bài Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Chúc mừng. Câu hỏi phụ như sau, hãy kể tên ba bài hát do ca sĩ Cẩm Ly trình bày. Dạ, đó là bài Thương Nhớ Người Dân, Trồng Xa và Mưa Nửa Đêm ạ. Chúc mừng. Dạ, em chọn chủ đề xưa nay. Tiếp theo sẽ là chủ đề xưa nay. Xin mời Bích Trâm. Dạ, bài Chim Sáo Ngày Xưa. Đó là một đáp án chính xác. Hãy hát một đoạn trong bài hát này để nhân đôi số điểm của mình lên. Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư không mộng mơ nhiều. Nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc mây bay mà. Chúc mừng bạn tiếp tục lựa chọn chủ đề tiếp theo. Dạ, em chọn chủ đề xin cho. Chủ đề xin cho bắt đầu. Hoàng Phương, Xin Lỗi Tình Yêu. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục lựa chọn. Em chọn chủ đề màu sắc. Chủ đề màu sắc, chúng ta cùng nghe. Mời bạn Anh Tuấn. Đây là bài Tình Đất Đỏ Miền Đông. Chính xác. Tiếp tục. Em xin chọn chủ đề màu sắc. Tiếp tục màu sắc. Wow, nốt nhạc đặc biệt. Và nghe âm thanh tiếng động của cuộc sống và đoán xem đó là gì. Bắt đầu. Tiếng gì ạ? Tiếng súng nổ. Bạn có bao giờ đi Hà Nội bằng phương tiện giao thông vận tải đường sắt không ạ? Dạ chưa ạ. Đúng rồi, cho nên bạn đoán không chính xác. Tiếng xe lửa. Dạ. Hãy chọn chủ đề tiếp theo. Chọn chủ đề màu sắc. Tiếp tục chủ đề màu sắc. Hoàng Phương, Nụ Hồng Hờ Hững. Đó là một đáp án chính xác. Tiếp tục. Xin cho. Bây giờ sẽ là chủ đề xin cho. Anh Tuấn. Dạ, đây là bài Xin Còn Gọi Tên Nhau à? Không, chính xác. Bài hát được mang tên Con Cầu Xin. Và bạn mất một lượt cho đợt tiếp theo. Xin mời Bích Trâm. Dạ, em chọn chủ đề xưa nay. Chủ đề xưa nay bắt đầu. Bích Trâm. Dạ, bài Cô Tắm Ngày Nay. Cô Tắm Ngày Nay. Bạn Anh Tuấn có thể bấm chuông trở lại. Xin mời Bích Trâm lựa chọn tiếp. Dạ, chủ đề xưa nay tiếp tục. Tiếp tục xưa nay. Anh Tuấn. Dạ, đây là bài Diễm Xưa. Chúc mừng. Chủ đề tiếp theo của bạn là gì? Dạ, chủ đề xưa nay. Tiếp tục xưa nay. Bích Trâm. Đêm nay có mưa rơi ạ. Đêm nay có mưa rơi. Chúc mừng. Chủ đề tiếp theo. Dạ, chủ đề có không ạ. Lần này sẽ là chủ đề có không. Anh Tuấn. Đây là bài Đã Không Yêu Thì Thôi. Yeah, chúc mừng. Yeah. Tiếp tục. Em chọn chủ đề xin cho. Chủ đề xin cho bắt đầu. À,
hát cho dân tôi nghe. Chính xác, chúc mừng. Chủ đề tiếp theo. Có không? Có không? Dạ. Đây là nốt nhạc may mắn. Dạ. Bạn sẽ không mất lượt khi đoán sai bài hát. Xin mời bạn nhạc. Bích Trâm. Em đã mong được bên anh. Chắc anh có yêu em. Chính xác, yeah. Trâm tiếp tục lựa chọn. Dạ, chủ đề xin cho. Tiếp tục chủ đề xin cho. Hoàng Phương. Cho con. Cho con, yeah. Đây là nốt nhạc may mắn. Cho biết tên tác giả của ca khúc này. Phạm Trọng Cầu. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục. Dạ có không ạ. Chủ đề có không, chúng ta cùng nghe. Bích Trâm. Trái tim không ngủ yên. Chúc mừng, chính xác. Thưa quý vị, trái tim không ngủ yên của Bích Trâm cũng đã kết thúc vòng thi thứ hai. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi liên khúc vàng của chương trình Nốt Nhạc Vui. Thưa quý vị, trong vòng thi này, thí sinh duy nhất của chúng ta là bạn Bích Trâm đã may mắn bước vào liên khúc vàng và bạn có cơ hội trải qua 7 bài hát với thời gian dự đoán là 30 giây. Nếu đoán đúng, bạn sẽ là người chiến thắng vòng thi này. Trong trường hợp nghe nhạc mà đoán sai bất kỳ bài hát nào, cuộc chơi sẽ dừng lại ngay. Mỗi bài đoán đúng được tính là 50 điểm. Trong trường hợp bạn nghe nhạc và chưa thể đoán được tên bài hát ngay tức khắc, bạn hãy bấm bàn phím để thời gian được dừng lại. Bạn sẽ có cơ hội quay lại bài hát mình bỏ qua khi đã đoán xong những bài hát khác. Nếu bạn đoán đúng 7 bài hát trong thời gian 30 giây trở lại, điểm thưởng sẽ là 5.000 điểm, tương đương với tiền thưởng 5 triệu đồng. Tất cả đã được sẵn sàng. Chúc bạn Bích Trâm tự tin và may mắn. Liên khúc vàng xin được phép bắt đầu. Dạ vào hạ. Chúc mừng, chính xác. Tiếp tục bài số 2. Dạ bỏ qua. Tiếp tục bài số 3. Dạ bỏ qua. Tiếp tục bài số 4. Đây là bài Mãi mãi một tình yêu. Chính xác, chúc mừng. Tiếp tục bài số 5. Dạ ngàn thu áo tím. Ngàn thu áo tím, chúc mừng một lần nữa. Tiếp tục bài số 6. Dạ bỏ qua. Tiếp tục bài số 7. Bỏ qua. Tiếp tục trở lại bài số 2. Những mùa dấu yêu ạ. Những mùa dấu yêu, chúc mừng. Tiếp tục bài số 3. Bỏ qua ạ. Trở lại bài số 6. Dạ bỏ qua. Trở lại bài số 7. Và thời gian đã hết. Bạn đã đoán đúng vào hạ những mùa dấu yêu. Chưa đoán được bài Thềm nhà có hoa. Bạn đoán chưa được Mãi mãi một tình yêu. Đoán được ngàn thu áo tím. Chưa đoán được Cho anh ngủ trong trái tim em. Và Thôi đừng chiêm bao. Xin mời ba thí sinh bước lên phía trước nghe tổng kết số điểm. Thưa quý vị, chúng tôi xin được công bố số điểm và số tiền thưởng của ba thí sinh trải qua vòng thi Nốt Nhạc Vui lần này bằng anh Tuấn, người đã chiến thắng vòng thi liên khúc vàng của chương trình trước đây và tiếp tục dự thi với số điểm là 2.460 điểm, tương đương với tiền thưởng 2.460.000 đồng.
bạn Bích Trâm lần đầu tiên tham dự cũng rất cố gắng, đã đạt được 1.995 điểm, tương đương với tiền thưởng 1.995.000 đồng. Và bạn Hoàng Phương, người rất yêu âm nhạc, 1.175 điểm, tiền thưởng 1.175.000 đồng. Xin gửi đến ba bạn phần quà của nhà tài trợ Tister. Thưa quý vị, chương trình này được ghi hình tại nhà thi đấu Maximax Cộng Hòa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tối thứ ba tuần sau. Thân ái chào, tạm biệt.